Rồi, xin chào tất cả anh em và các bạn. Chúc tất cả anh em và các bạn có một ngày mới an lành. Bữa nay là mạ được 8 ngày tuổi các bạn, và ngày mai là bắt đầu 9 ngày tuổi là tiến hành cấy. Thì mạ bữa nay nó được 2 lá. Bắt đầu anh em tiến hành đem mạ ra ruộng nha các bạn. Cuộn lại từng cuộn và đem ra ruộng bắt đầu gan mạ, ngày mai tiến hành cấy. Diện tích cấy trên một công thì nó khoảng 6 mét vuông mạ nha các bạn. Cái công cả 5 mét 6 mét vuông hả chú? Thì 45 công của mình thì dự định cấy khoảng 1 ngày rưỡi.